Tranh gỗ là một thú vui không thể thiếu được trong một ngôi nhà ấm cúng, sang trọng. Và bức tranh hôm nay mình muốn giới thiệu đến quý vị đó chính là bức tranh Phu Thê Viên Mãn trên chất liệu gỗ muôn hoa, có kích thước chiều dài lên đến 2m23, chiều cao là 1m03 và độ dày đục kênh bong, đục tay thủ công mỹ nghệ là 10cm này quý vị. Đục vô cùng kênh bong và sắc nét sạch sẽ như thế này thì tất cả các chi tiết hiện lên thì sẽ tạo nên cái độ chân thật, cái chiều sâu và cái sự xuất thần rất là cao. Nhân vật chính là cặp đôi chim công. Tại sao lại lấy chim công để làm nhân vật chính cho cái bức tranh này? Bởi vì chim công chính là một loài vật có cái đặc tính là một trống, sẽ đi với một mái, đi đến suốt cuộc đời, chung thủy, tình nghĩa và sát son. Nên là cái hình tượng chim công đã được lấy để làm cái biểu tượng cho sự chung thủy của vợ chồng, cái hạnh phúc viên mãn của gia đình. Và xung quanh đây là những các cái hình ảnh cỏ cây hoa lá, chim muông có đôi có cặp, cây cối có cành có lá có hoa có quả có lụ. Và đây chính là những các cái điều gì mà mọi gia đình đều mong muốn và hướng đến. Mọi thứ đều viên mãn, hạnh phúc và đủ đầy, phải không ạ? Và đó chính là cái bức tranh Phu Thê Viên Mãn mà Đồ Gỗ Phương Thao muốn giới thiệu đến quý vị ngày hôm nay. Nếu như mà quý vị thấy bức tranh này phù hợp với không gian của gia đình nhà mình và thấy ý nghĩa của bức tranh này mình rất là thích thì hãy liên hệ với cả Đồ Gỗ Phương Thao hoặc comment xuống phía dưới để Đồ Gỗ Phương Thao hỗ trợ quý vị một cách chu đáo nhất nhé. Đồ Gỗ Phương Thao xin chào.